Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cho mượn, đã cho mượn mà ai dùng thấy hiệu quả đó, thì lúc bấy giờ mình sẽ kỷ niệm tặng, thế còn không có hiệu quả là lập tức thu về đấy. Thế và cũng mong rất mọi người là nếu ai chưa dùng thì cứ thử dùng mà xem. Thế và nếu mà đã dùng thì tôi nhắc là nên kiên trì, bởi vì cái này là chữa bệnh không dùng thuốc, không dùng thuốc cho nên là cứ từ từ chuyển biến cơ thể mình. Trừ trường hợp cơ thể mình nó yếu thì nó cảm giác ngay, hoặc là như là chị hơn 50 tuổi, tôi là tất cả hàng đều ăn uống ở ra ở cái chợ tạm hết, không mua gì trong siêu thị. À, tất cả mọi thứ về quê thì mọi người cũng rất lạ, cứ là hỏi nó độc như thế, thịt như vậy, cá như thế, rau riết như vậy, thế mà hỏi bà xã bảo bây giờ không ăn thì ăn cái gì, mà ăn là ăn rau chợ. Thế nhưng mà cũng nói thẳng là không ngày nào mà tôi là không trường lá này. Thế và không những thế nhưng cũng nói thêm, bật mí thêm, tức là các thông gia với tôi là bây giờ mọi người đã chỉ rồi và cứ dùng cái này hết. Nhưng mà cũng xin nói nhỏ mọi người là nếu như cái tuổi của chị anh em mình ấy là dùng như là nghiện á, tức là như một cái gì đấy nhưng mình không dùng nó là nhớ và cảm thấy nếu mà nó không trong cơ thể mình, nó không ấm lên một tí trong một ngày ấy, là cảm thấy gần như khó chịu đấy, kiểu như là gần như gây nghiện. Và xin cũng chia sẻ mọi người tí vậy là chưa hết. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.